Bạn nào chưa tắt cái mic đi các em.
Thầy ơi, em đi vệ sinh xíu nha thầy. Cho em đi vệ sinh xíu nha thầy.
thầy xem hỏi này thầy. Alo thầy ơi. Rồi em. Ok. Cái mà đo mấy cái này ấy thầy. Từ từ thầy chưa nhìn thấy. Chờ chút nó đang share screen. Rồi sao em? Sao em nói đi. Hello. Hello. Rồi, nói đi em. Nói đi. Mấy cái phần này em chọn nó không chọn được ở khối này, em chọn được một mặt này. Đâu? Để nghe em nói này. Rồi rồi. Chỗ này em đo nó đo được một mặt thôi này. Tức là không đo được được toàn bộ khối lượng đúng không? Đúng rồi. Rồi, em nhìn phía bên tay trái của em nó có một cái no section filter chưa? No selection á, no selection trong bên bên hông cái tab menu ấy. Bên trong cái tab menu ấy. Đó 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 đó, bên cạnh nó, no section á. Đó, rồi đây đó. Đi vào. Em chọn nó là cái solid body. Em xuống bên dưới em chọn là solid body rồi. Rồi bây giờ em chọn lại đi. Được chưa? Rồi rồi. Rồi em đo đi. Ra bao nhiêu? Nếu thầy không nhầm thì em chưa, tức là cái lỗ ở phía trên mặt phẳng 30 độ là em không chọn true body thì phải. Đúng vậy thầy. Cái lỗ phía trên, lỗ phía trên mặt phẳng 30 độ ấy, đó. Cái lỗ đó có vấn đề đó. Đúng rồi thầy. Đúng rồi. Em xem em một là em đã unite chưa? Cái lỗ này sao thầy? Lỗ này mà phẳng này hay sao thầy? Hai lỗ đó là hai lỗ thông mà. Là suốt hết cái khối rồi thầy. Hai lỗ đó là hai lỗ suốt mà, đúng rồi. Rồi. Em sửa lại. Em sửa trực tiếp lại đi xem để thầy nhìn coi. Sửa lại nó through body đi. Okay.
em đừng có tắt hết đi. Em xem cái lỗ đó là em sử dụng công cụ gì. Thầy đã nói rồi, đối với công cụ là lỗ thì em hãy sử dụng công cụ hâu. Ở đây em sử dụng lệnh chút à? Chút cùng với cái mặt khối nghiêng này đây. Đấy, bởi vậy nên là nó mới bị lỗi đó. Vậy là không có đúng rồi. Rồi em phải thoát khỏi và em bỏ cái đường tròn nó đi. Và em sử dụng cái lệnh hâu hâu đồng tâm mà thầy đã hướng dẫn ngày hôm qua đó. Bởi vì nó có khối trụ phi 25 ở phía ngoài rồi, thì cái lỗ phi 12 đó thì em sử dụng lệnh hâu, em hâu đồng tâm nó dễ mà. Rồi em kết thúc phác thảo và em sửa đi. Kết thúc cái xem màn hình luôn mà em sửa đi. Có bạn nào có kết quả rồi chưa? Nó bị lệch rồi thầy ơi. Lệch bằng bao nhiêu? Có kết quả và làm có kết quả là bao nhiêu? Em ra 20. Bao nhiêu? 2072. Rồi cứ để đó đi, để cho các bạn khác xem có kết quả thế nào. Có bạn nào có kết quả khác không? Em ra 20489 rồi. Có bạn nào ra kết quả khác nữa không?
chờ đợi những bạn khác. Em cũng là 2489 này. Đúng rồi. Còn các bạn khác? Đấy, như vậy là có hai người có kết quả trùng rồi đấy. Đấy. Và đây cũng là cái kết quả của thầy cũng là ra 20489, đúng không? Như vậy là thầy và hai bạn kia là có kết quả là trùng nhau rồi. Vậy là hai bạn đó đạt điểm tối đa rồi đấy. Mười chín chấm chín thì sao thầy? Hả? Mười chín chấm chín thì bao nhiêu? À, dạ 19.9. Sao ra được 19.9? 19.9 là weight đã chứ không phải là, đây là mình đo mass này. Là cái khối lượng đấy nha. 2.305 đây ơi. 2. Mấy? 2.0305 thầy. 2.0 mấy? 0305. 0305 mà xem lại kiểm tra coi. Ở đây là có 3 người trùng kết quả là thầy với hai bạn nữa. Như vậy là có 3 người trùng. 3 người trùng. Em cũng ra 2.0489 đó thầy. À đó, 4 người trùng. Em ra 2.048 rồi. Không có số 9 nữa sau. Đấy, kết quả chấp nhận được đúng không nào? Như vậy là có 4 người trùng kết quả rồi. Thì các bạn khác kiểm tra xem, kiểm tra xem mình nhầm ở đâu. Như vậy là có 4-5 người trùng kết quả thì có nghĩa là kết quả đó là có độ tin cậy đúng không? Thầy cũng mới làm xong. Đấy, như vậy là kết quả đó như vậy là mình tin cậy được. Đấy, nhớ nha, là một tiêu chí nha, một tiêu chí để mình chấm điểm trong cái môn này nha. Các bạn khác kiểm tra xem. Như vậy mình sẽ lấy cái khối lượng là 2.0489 đúng không nào? Đấy. Kết quả mà trùng nhiều người nhất. Nếu như làm bài này bên bài này thực chất nó là một cái bài thi cho cái chứng chỉ A bên số luộc. Và cái kết quả đúng cho bên số luộc là 2051. Đấy, cho cái chứng chỉ cơ bản bên số luộc thì khi mà cùng gán vật liệu vào là nhôm 6061 á thì cái kết quả đúng cho bài này nó là 2051. Thì cái việc mà nó lệch cái số nhỏ như vậy là toàn toàn nó chấp nhận được, tại vì nó rửa hai phần mềm mà có thể là nó lấy sau dấu phẩy cái con số hệ số Densi ấy, nó khác nhau một chút dẫn đến nó sai lệch thôi. Rồi các bạn mà đã làm xong bài này thì tiếp tục các bạn làm sang cái bài khác. Thì còn những bạn nào mà chưa làm xong thì chúng ta thử xem, chúng ta xem cái bài của mình là mình nhầm ở đâu, xem cái kết quả có bị lệch so với thầy và bốn bạn còn lại hay không.
đợi đợi các bạn một chút nữa, thời gian nữa để cho các bạn xem cái kết quả thế nào, rồi mình chuyển qua cái lệnh thứ hai, các lệnh thứ ba về Revon. Và sau đó là mình sẽ áp dụng một số bài trên trên cái Zalo mà thầy mới gửi đó để mình làm, rồi mình thay đổi. Và chúng ta sẽ có một cái phần abscission, abscission trên vị trí sổ này. Đó. Đó, chúng ta sẽ thực hiện dùng dùng cái này để áp dụng cho một số bài trên Zalo mà thầy gửi qua cho các em ấy. Hiếu Thành biết dùng abscission này dùng để làm gì không? Đúng rồi, là bàn thọ bàn tròn vật liệu là chính là 6061 đó. Nhớ vật liệu nhôm 6061 đó. Mà sao kết quả ra khác thầy vậy thầy? Mình mà ra khác số đông thì có nghĩa là mình đang nhầm lẫn ở đâu đó, một cái bước nào đó. Là cái lạnh là Mesua Body đúng không thầy? Đúng rồi, Mesua Body. Chất khối. Sâu. Sâu ra. Sao lại nó ra là 0.006623? Xe màn hình thử nha, thầy stop xe rồi em thì xem màn hình qua đây coi nha. Dạ 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 dạ. Stop xe, xe đi. Đâu ta? Nghe thầy. Đâu? Hướng lên trên xem nào. Rồi, khối lượng kìa. Đây. Đấy. 2.28. Ừ, 2.28. Xem mô hình nào. Em đang vậy không là biết là hai cái lỗ này tốt không thầy. Nhìn mô hình là biết sai rồi. Từ từ để em coi lại hình. À rồi, rồi rồi em ra đấy hả? Rồi, nhìn mô hình là biết sai rồi. Lên rồi, rồi, rồi. Cái đoạn em biết lên chỗ rồi. Ừ, 30 là sai rồi. Em cái đoạn này nè, nó đúng đúng. Sút luôn. Ừ. Đây. Rồi rồi, em cảm ơn thầy. Đấy, làm nhiều bài tập nhưng mà phải chắc nha Thọ. Thầy ơi, thầy ơi. Ừ. Đó đi. Cho em hỏi một chút là
Không biết thì em làm thế nào xong bây giờ nó lại không hiện được cái trọng lượng khối lượng nữa thầy. Rồi em xem màn hình đi Tiến. Rồi. Em gắn vật liệu vào chưa? Em gắn vật liệu rồi đúng không? Hello. Hello. Rồi, em vật liệu là em gắn rồi, xong là lần đầu em bấm vào thì nó vẫn vẫn hiện các đầy đủ thông tin á, nhưng sau em coi lại vật liệu á, xong em quay lại em check lại thì nó lại không hiện lại cái chỉ số gì nữa. Rồi mở lớn màn hình lên. Rồi em quay trở lại cái phần measure đi. Rồi em thấy một cái preference chưa, có cái biểu tượng của bánh răng phía cuối ấy, phía dưới của cái thư mục mesh đó, đúng rồi, kích vào đó. Đúng rồi. Rồi em kích vào chưa? Rồi nó có cái thằng master width với center rồi, đúng rồi, kích vào đó rồi. Ok rồi, em đang đo lại xem nào. Em kéo cái thanh measure đi qua bên tay phải em đi. Kéo cái thanh công cụ measure kìa, measure đó, cái hộp thoại measure kéo sang bên phải để thầy nhìn cái section cái nào. Kéo cái hộp thoại measure. Đó là cái kết quả, đó là cái kết quả, đúng rồi, kéo sang. Kéo nó sang bên tay phải em đi. Rồi bây giờ thứ nhất là trước tiên này, em thử kích vào cái object 1 đấy. Cái object 1 đấy. Cái object 1 ở trên cái hộp thoại mày xua đấy, em xóa nó đi. Kích vào đó. Kích vào cái đó. Kích vào cái object đó. Nó bị chậm mấy thầy. Hả? Rồi bây giờ em chỉ lại thế nào? Em chỉ lại vào cái là nó hiển thị chậm khi em kích xong đúng. Thấy chưa? Rồi. Rồi, để nguyên đó. Chưa ra đúng không? Vâng, nó vẫn thế thầy. Rồi. Thoát khỏi mè xua đi nào. Em thấy cái hộp thoại no selection được chưa? Bên cạnh cái menu, đúng rồi. Đây à. Chỉ vào cái solid body. Rồi, mè xua lại đi. Rồi, chỉ vào. Em chỉ lên cái object số 1 xem nào. Chưa đúng rồi, nếu thầy không nhầm thì trong cái object số 1 cái của em á là trong cái object, rồi kích lại đi. Đó, trong cái object sum 1 của em ấy nó đang là face of chút, có nghĩa là bề mặt thôi chứ nó chưa chọn được cái solid. Cái đó phải là cái nó phải báo là solid body thì mới đúng.
Ở đây nó hiện rồi thầy ơi. Nó hiện rồi thầy. Đấy, được chưa? Đấy, em nhìn thấy có object cái object 2 chưa? Nó phải là split body thì cái đó thì nó mới đúng được. Với lại ở chỗ này chắc em đang nhầm lẫn, cái trường hợp này giá là 20 20751. Phải không? Đấy, em kiểm tra xem là mình 20751 xem nó nhầm lẫn ở chỗ nào. Vâng, để em kiểm tra lại. Em tắt cái mẹ xua đi, em lướt qua cái hình của em cho thầy nhìn sơ qua cái. Em kiểm tra các kích thước, em kiểm tra các kích thước xem đúng không. Và nhớ rằng là đối với lỗ thì mình sử dụng lệnh hâu đi nhá, chứ đừng có chút hoài. Lệnh hâu thì thầy đã nói rồi. Vâng, để em kiểm tra lại. Đối với các biên dạng là lỗ thì phải sử dụng lệnh hâu. Xem như nó là một cái yêu cầu bắt buộc đi, chứ đừng có nào cũng có chút hoài nhá. Thì nghe Cao Long. Dạ, cho anh hỏi một xíu là em có bị vướng ở mấy cái chỗ tạo khung đó thầy. Em share cái bài của em lên đi. Ví dụ cái bài thầy cho em vẽ là nãy em làm gì, nhưng mà em nghĩ mấy cách nhưng mà nó không làm được, bo bên kia luôn. Cái nào cái cung ở đây này. À. Làm một cách là em hơi không hiểu cái phần này. À. Dạ. Đúng rồi. Em có tạo ra đường mà em không làm được. Rồi thầy hiểu rồi. Rồi để thầy share cái màn hình cái bài đó qua cho các bạn nha. Em bị vướng cho nó nãy giờ. Rồi thầy biết rồi. Rồi, một số bạn đã nhìn thấy cái bài của thầy chưa? Những bạn nào chưa làm được này, Hằng làm được chưa? Nam. Các bạn nhìn thấy bài thầy chia sẻ chưa? Rồi, các bạn nhìn thấy bài của thầy chia sẻ chưa nhỉ? Các bạn nhìn thấy chưa? Chưa thầy, chưa thầy. Rồi, những bạn nào mà chưa... Chưa thầy. Nhìn thấy chưa? Thấy rồi, thầy. Rồi. Rồi, những bạn nào mà chưa... Những bạn nào mà chưa làm được bài này thì có thể là tham khảo cái... một cái bước làm của thầy này.
Ủa mà thầy cái E2 lột. Sao em? Sao em? Được chưa? Cái này là hai cái lỗ đây là nó xuyên suốt khối hay là nó chỉ đến? Nó xuyên suốt khối mà em. Nè, thế nào? Đây này, thấy không? Tất cả các cái lỗ đều thông này. Dạ dạ dạ. Rồi dạ. Rồi, đầu tiên ấy, với cái này ấy, bạn có thể sử dụng cho thầy cái này nhá. Đây này, bạn lấy một cái phác thảo trên vị trí chỗ này, bạn chọn này. Đây, bạn sử dụng phác thảo này được không? Ở đây thay vì bạn có cái đây bạn nhìn nha, thầy chia sẻ lại hai cái màn hình này. Đó, bạn thấy ở đây này, thầy sẽ không tập trung vào về cái cung trên này đâu. Được chưa? Đây này, đây là hình chiếu đứng này đúng không? Mình tách biệt cái cung này ra. Bởi vì cái cung này là theo cái hình chiếu bằng nhìn xuống ấy, bạn nhìn là nó chỉ có vào đến tận đây thôi. Thế nhá, nếu mình vẽ cái cung này ngay từ đầu ra thì mình sẽ không có được cái cạnh là tiếp là giao tuyến chung của hai mặt phẳng đấy. Chính cái cạnh này này nó sẽ là giao tuyến chung của mặt phẳng gấp 30 độ và cái mặt phẳng đáy đúng không? À, mặt phẳng của cái kích thước A kích thước 100 này này. Đấy thì bạn nhớ này, đầu tiên thì mình xây dựng cái biên dạng 2D cho đầu tiên này được chưa? Được chưa? Được rồi thôi. Nhớ nhá, tách biệt đoạn này ra và ở đây là mình vẽ từ cái đoạn này đến đây, từ cái đoạn này ra đến đoạn 100 này đến đây là mình vẽ nối nó lại thành một thành cái đoạn thẳng này, đoạn thẳng nghiêng này, được chưa? Đó. Và sau khi có được thằng này ấy, thì bạn mới sử dụng lệnh chút này. Đây bạn chút này, được chưa? Tôi tắt thằng này đi nhá. Thì như vậy ấy, bạn sẽ có được thằng này đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, tiếp đến đoạn thứ ba là bạn tạo ra cái mặt phẳng này. Bạn tạo ra mặt phẳng này. Thì có phải là chính cái tạo ra mặt phẳng này, đây là chúng ta tạo mặt phẳng mà theo góc đúng không? Và ở đây này chúng ta chọn thứ nhất là plane này, nó chính là cái mặt này. Đúng không nào? Đấy, và cái đường thẳng này, cái đường thẳng này chính là cái đường thẳng này đúng không? Chính là cái đường thẳng này đúng chưa? Đây này, đường thẳng vị trí chỗ này này, đúng không? Được chưa? Đấy. Đấy, thì chính là do mình vẽ cái đường line này này, khi mình chút nó sang ấy thì mình sẽ bắt được cái vị trí của cái điểm này, khi mình chọn select line ấy thì nó sẽ có ngay đường thẳng này cho mình. Còn nếu như mình vẽ cái cung này thì mình đâu có lấy được cái đường thẳng đó. Được chưa? Sau đó tiếp tục bạn lấy mặt phẳng này là mặt phẳng vẽ phác. Mặt phẳng vẽ phác, đúng không? Đó, thì ở đây thầy sẽ vẽ luôn cái biên dạng này luôn. Thầy vẽ luôn biên dạng này luôn. Đó, thì vẽ vậy luôn. Và khi mà vẽ xong đây thì thầy sử dụng lệnh chút hai lần. Đấy, thầy chút hai lần. Lần với cái lần thứ nhất này. Với cái lần thứ nhất thì thầy chút vị trí chỗ này và thầy chọn là until next đúng không? Until next đúng không? Để nó ăn để thằng này nó kéo tới, nó kéo dài đến cái bề mặt kế tiếp đúng không? Được chưa? Đúng. Rồi. Sau khi có xong thằng này xong thì thầy chút cắt cho cái thứ hai. Thầy chút cắt cho cái thứ hai. Đấy, và cái đoạn này chính là sâu xuống 5 mm đúng không nào? Và nhớ rằng trong cái này là chúng ta phải chọn là Ridden Boundary nha. Các em phải chọn thằng này là Ridden Boundary nha. Chút theo vùng đúng không? Mà tương tự cái thằng chút này là chúng ta cũng phải chọn là Ridden Boundary. Nghe rõ không? Nghe rõ không?
Nghe rõ không? Các bạn nghe rõ không các bạn ơi? Rồi. Rồi, thầy xe lại đúng không? Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Thấy rồi. Thầy nói tiếp nha. Đến cái đoạn này thì các bạn hiểu rồi đúng chưa? Rồi. Bạn này bạn tạo được không? Dạ được. Rồi. Thầy nói đoạn em tiếp cung đi thầy. Rồi nha. Đến thì trên vị trí chỗ này là nhớ là chúng ta phải sử dụng lệnh hâu nha. Thầy tắt cái thằng này đi, lưu ý là nói đi nói lại rồi. Là cứ lỗ là chúng ta phải sử dụng lệnh hâu. Đây, hâu lỗ nha. Và ở đây này chúng ta hâu đồng tâm. Các bạn nhớ là hâu đồng tâm với cái specify này, bạn phải chọn cái đường tâm cái cung ở dưới chứ không phải là cái cung ở trên. Nhá, bạn phải chọn cái cung ở dưới. Bởi vì cái bề mặt lỗ khoan của mình là nằm ở dưới chứ không phải nằm ở trên. Bạn nào chọn ở trên ở này nhá, nhiều khi là nó báo sai đấy. Bạn phải chọn cái cung này ở dưới này, bề mặt ở dưới này. Rồi, nhớ nha, còn cái bên này thì chúng ta làm tương tự. Được chưa? Bên này chúng ta làm tương tự nha. Rồi, một số bạn thì hỏi trên vị trí cái ở chỗ này đúng không nào? Chính là vị trí của đường này. Thì ở đây này, trên cái sketch này này, thì thầy lấy cái mặt phẳng phác thảo là mặt này. Long nhìn thấy không Long? Long với Văn nhìn rõ không? Dạ thấy rồi. Rồi trên mặt phẳng này thầy lấy mặt phẳng này là mặt phẳng sketch này. Được chưa? Dạ rõ rồi. Rồi. Đó. Dạ. Rồi thì thầy tạo ra cái cung này. Đây. Được không? Được. Rồi nhớ là cái cung này là có R50. Cung này có R50 và khoảng cách từ đây đến đây nó là 45. Được chưa? Đấy. Thì này, đối với cái cung này này thì em có thể sử dụng khi mà em chọn cái mặt phẳng này nhá. Đây này. Đây. Ví dụ như là em đã chọn được cái mặt phẳng này là làm mặt phẳng vẽ phát, em có thể sử dụng cái cung em vẽ này, sử dụng cái arc này, em lấy cái điểm cung xuất phát từ vị trí của điểm này đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi chỉ xem bên đây đúng không nào? Rồi chỉ một điểm ở qua bên đây đúng không? Là chỉ nó vậy đúng không? Được chưa Long? Được rồi thầy. Rồi. Điều quan trọng là em nhìn thấy này, em nhìn thấy này, cái thằng này nó có phải là cái đường tâm của thằng này, đường tâm của cung R75 và cái khoảng cách chiều dài là A này này là 100 này, có cái tâm là thẳng hàng không? Đây đây, em nhìn cái chỗ này có thấy cái tâm nó thẳng hàng đây không? Đây đúng không? Được chưa?
Rồi, đấy thì nó quay đến cái bài của mình này. Thì ở đây này, thì như vậy chỗ này em có thể ràng buộc trên vị trí chỗ này, em cho là thẳng hàng giữa cái thằng này và cái điểm này. Được chưa? Đấy, ở sau đó em mới sử dụng ràng buộc về kích thước. Em cho đó vị trí thằng này đó là 150 radian này. Đấy, vị trí thằng này nó là 50. Được chưa? Thì có phải nó full ly không? Dạ. Rồi. Thì bây giờ khi chút thằng này muốn cho thằng này nó là một biên dạng kín đúng không? Muốn cho này nó là một biên dạng kín đúng không? Dạ. Rồi, thì ở ở chỗ này này, ở trong trường hợp mà chỗ này là biên dạng kín nó xuất phát từ đây này, nó là đường thẳng này và nối đến đây một đoạn đúng không? Thì các em có thể sử dụng trong này nó có một cái được gọi là projector. Projector. Công cụ projector này là chúng ta sẽ tham chiếu những cái đường cơ mà nó có sẵn trước trong các sketch trước, trong các phác thảo trước lên cái phác thảo hiện tại. Được chưa? Thay vì cái việc là cái có phải là cái đường cơ này, này em thấy này, để tạo ra một biên biên dạng kín, thì thay vì việc mà các em vẽ lại đoạn này đúng không? Em phải vẽ đằng đây xong em kéo ra đây cái gì? Đúng rồi. Rồi, thì thầy sử dụng projector này. Đây. Tham chiếu đường cơ này, cạnh này hoặc là điểm này. Được chưa? Đấy, có một, của một cái sketch này, có một cái sketch ở phía bên ngoài này. Đấy, nhá. Đây 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 đây, sketch này. Bởi vì cái thằng này nó là cạnh đúng không? Nó là một cạnh, thằng này nó là một cạnh đúng không? Của cái phác thảo trước đó đúng không? Rồi, đó. Em sử dụng projector này. Rồi, ở đây này, selector này, thì chỉ vào đường cơ này. Thì chỉ vào đường này này. Được chưa? Rồi, bạn Long, à, bạn xin lỗi, bạn Văn đang xem gì đấy Văn? Em thầy mà thầy. Xem bằng điện thoại. Trời ơi. Rồi. Sau đó bạn ok này. Thì bạn thấy này, cái đường này được tham chiếu lên không? Như vậy nó có một cái màu là màu tím đúng không? Đúng rồi. Rồi, đó. Nó sẽ tham chiếu cái đường này lên cho bạn đúng không? Mà vẫn là sketch fully đúng không? Rồi, sau đó bạn có thể sử dụng lệnh T, bạn cắt bớt cái thằng này đi là ok này. Được chưa nào? Được chưa? Được chưa? Rồi. Rồi như vậy chúng ta đã có được biên dạng kín đúng không? Rồi ở đây chúng ta kết thúc phác thảo. Rồi sau đó là chúng ta sử dụng lệnh chút đúng không nào? Rồi là chúng ta chỉ rao liền bao nhiêu chúng ta chỉ vào đây đúng không? Được chưa? Đảo chiều nó vào. Đảo chiều nó vào. Được chưa? Thì đoạn này mình chọn là gì nhỉ? Từ 0 đến gì nhỉ? Antimlex được không? Antimlex được không? Được rồi. Rồi Antimlex này, Antimlex nó sẽ ra tận đây này. Được chưa? Đây này. Thấy không Long? Được thấy ạ. Rồi. Thì cái này ấy, cái này thì chúng ta nên chọn cái thằng này là Antil Select ở tới một bề mặt mà mình lựa chọn này. Đó. Thì cái này nó cũng báo vị trí chỗ này. Mình chưa hiểu là nó thế nào, nhưng mà trong sử dụng các phần mềm các khi chọn Antimlex và Antimlex thì chỗ này nó chọn ngay. Thì cái đến với thằng bên thằng thằng NX này này, nó còn có một cái được gọi là Antimlex. Đấy. Antimlex. Đấy. Kéo dài tới một đoạn, tới một bề mặt. Đấy, thì cái này thì nó mà chấp nhận. Được chưa? Được chưa? Đó là, được rồi. Là mình ok nó một cái. Đấy, được chưa? Được chưa? Rồi, em hiểu rồi. Đó. Vì em có thể là rồi. Vì trong có thể là trong cái Antimlex thì mình không chọn được trên vị trí chỗ này, lý do là gì, mình chỉ tới cái bề mặt trên vị trí này, có thể là nhiều cái nó thuật toán nó khác nhau. À, thuật toán nó khác nhau, do đó khi mà mình chọn cái thằng Antimlex, các em khác chọn Antimlex có được không?
Các em khác khi mà các em lựa chọn cái Antionex và Antioselect này có được không? Không phải. Những bạn nào đã làm những bài này rồi đúng không? Những bạn nào đã làm bài bài này rồi khi các em chọn Antionex được không? Được không? Một số bạn Hiếu Thành được không? Dạ. Yeah. Em được. Trong này em chọn Antionex được không? Internet. Có được không? Em rút bằng kích thước nên em cũng không biết rồi. Giờ mình rút trước, em rút hết trước. À, có nghĩa là em lấy cái kích thước 100 em trừ đi luôn gì? Dạ đúng rồi thầy. Nhưng mà lỡ là trong cái bài khác thì giả sử như cái kích thước đó tồn tại, đó là kết quả của cái thằng Antionex hoặc Antioselect thì mình làm nào? Bài này mình còn tính được kích thước, những bài mà nó yêu cầu là tới cái bề mặt kia thì mình làm nào? Em nghĩ là Antionex được. Thử đi, thử lại xem được không? Đấy. Antionex trên vị trí chỗ này ấy, là tới bề đây này. Chắc chắn bài này Antionex sẽ không được, bởi vì em thấy cái cung này cái nó mở rộng ra cả cái bề mặt này không? Và cái bề mặt này không? Đây đúng không? Antionex là nó tới tận hai bề mặt, đây là một bề mặt này. Nếu như chỉ có bề mặt này không và cái thằng này nó kéo dài thì Antionex thì được. Còn cái đoạn mà nó mở ra đây này thì nó lại Antionex là bề mặt này chứ không phải là bề mặt này. Phải không? Được chưa? Thấy chưa? Thấy chưa Thành? Thấy chưa? Nó không làm được. Không làm được đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Rồi. Mạng yếu quá. Xe lại nha. Nhìn rõ chưa? Rõ rồi thầy. Rồi. Rõ. Chọn Antionex không được đúng không? Bây giờ bạn có hiểu đúng lý rồi. Do tại chọn sao Antionex chọn không được? Lý do tại sao chọn Antionex không được không? Tại vì cái dùng nó có tới hai, ở sau nó có tới hai mặt phẳng được thầy. Đúng rồi. Bởi vì cái vùng này này, thứ nhất là nó có Antionex là cái này được đúng không? Thì nó dành cho cái vùng chỗ này. Còn cái vùng vị trí chỗ này thì nó lại vùng theo vị trí chỗ này đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, được chưa? Nó là cái, nó nếu mà là, nó chính là cái vấn đề đó đó. Nếu mà cái cung nó nhỏ lại thì được, cái cung nó chỉ nằm trong một vùng thôi thì được. Ừ, đó, Antionex là cái vùng biên dạng mà mình chút phải tới một cái tới chỉ có tới một bề mặt thôi. Chứ đây là mình nó xuất hiện, nó nhìn thấy là hai bề mặt theo cái hướng vector. Đấy, do đó nó báo là nó sẽ chút tới hai cái bề mặt lẫn đấy. Đấy, Antioselect
Until Select tới một cái bề mặt. Đấy, chúng ta chọn bề mặt này đúng không? Ví dụ tới bề mặt này. Được không? Được không? Until Select được không? Thành thử Until Select được không? Có đã báo này. À, báo lỗi ngay. Được không, Thành? Until Select được không? Dạ, em đang thử thầy mà sao em thấy nó còn lỗi. Nó báo lỗi đúng rồi. Nó báo lỗi. Cannot dream with the link. Đúng rồi. Thì có nghĩa là dùng Until Select là sử dụng chút tới một mặt đúng không? Tới một mặt phẳng hoặc là tới một cái body. Đó. Như vậy trong cái này chúng ta chỉ có dùng cái Until là extend. Đó. Nhớ nào. Đấy, anh giữ tình. Đấy. Và chúng ta chọn cái bề mặt này thì nó sẽ ok này. Đấy. Được chưa? Các bạn khác nhìn rõ chưa các em? Các bạn khác nhìn rõ không? Dạ, được rồi. Rồi, mấy bên kia là hiểu rồi. Rồi. Đó thầy ơi. À.